nhau không? Thì người ta có phần cứng và thấy ha. Đó, tại bà tương tác không đủ nó không có. Dẫu biết chỉ là mơ. Ôi này thật là lắm rồi nha. Để lời này nha. Tình hình là vẫn còn đang bệnh đấy, đang mệt lắm anh em à. Có ai đây không? Hello, hello everybody here. Mày mình lại rát đi top của mấy đứa này, nó biết tướng cái kiểu gì vậy ta? Các bạn bị điên à? Các bạn thật là biết nghiêm túc được không? Còn thằng kia ra đây luôn. Nó xích cái đầu mày lại. Ui, kéo hụt cái đậu xanh nhà mi. Ừ, thích là chơi nè bạn. Hồi ôi, căng chưa? Hồi nửa máu anh ấy ra đi rồi. Ôi, các bạn chơi ai vậy? Bạn nghĩ bạn là ai vậy? Bạn nghĩ bạn là mình gấu à? Bạn nghĩ bạn là NTB à? Đâu ra vậy? Không có, đưa nhanh hai nha. Trên top đánh nhau chí chóe vậy chứ. À, Superman đi mid rồi. Ôi, Superman đi mid rồi găng khi nào chết đó anh hai. Đâu? Úi trời ơi, mày bị giao tranh kìa. Ôi ôi, mày bị đánh nhau kìa. Tớ đang bệnh đó. Đánh nhau thật cái đậu xanh nhà mày. Trời ơi mẹ mày. Ờ, tao không rõ con kia. Một ba sủa á mẹ mày vô lý thì là tờ nó một ba nó sủa cái em mà mẹ ứa không? Ờ mẹ mày vô lý. Mẹ ứa máu chưa? Tôi quên mất con kia nó cầm sừng phạt. Mẹ mày lỗi tôi. Rồi thằng Sen bay lên trên kia. Ừ. Bỏ đi anh em à. Mẹ cái thằng sấp kìa. Ui lắc. Nửa máu là hay. Nửa máu là vừa đẹp. Chạy! Run for your life. Trời ơi, mẹ ông kia không biết né hả ông thần? Cái gì vậy, dí ai vậy chị hai? GTV 5 ta. Bà nội mày chết. Chết xong rồi đó gái. Không biết chơi ạ. Không. Mẹ mày chết xong gái. Mẹ mày khổ ghê hà. Mẹ mày đau đầu ghê hà. Tại sao vậy? Mẹ mày cái chết xong là đổ lỗi vậy. Mẹ mày tao khổ quá mà. Nếu hiểu được sao chết xong đổ lỗi cho mình luôn. Mẹ mày vô lý. Đời nhiều lúc có nhiều chuyện nó vô lý lắm mấy anh hai à. Cho nên thôi kệ đi mấy anh hai à. Tự nhiên không biết chơi à. Mẹ mày team nói thì hai thằng chậu thì còn. Đi ra sau chậu đi băng chậu giết nó à. Có bị điên không? Người lạ thật chứ. Người ứa thật chứ. Mày nghe Xuân Sang thấy trong lòng ta ứa gan. Ứa vừa thôi anh hai à. Anh hai ứa quá người tôi kêu anh hai bị điên đó anh hai à. Ừ. Hồi thằng sấp dưới đây luôn. Ừ. Thằng sấp ra đây luôn. Tao gõ luôn. Gõ một bài nó không vui, gõ là phải gõ cái lần cả bài. Ừ. Hồi ôi chạy đi đúng rồi đó mấy anh hai à, chạy đi đó. Cái gì vậy anh hai? Mày thấy hai thằng không đó? Team bạn tôi tuy là có rất là nhiều rùi nhưng mà không phải rùi nào cũng táp được, hiểu không? Team bên kia toàn là rùi xanh không, mày táp vô mày ung giọt ung dịch nó quất cho thì hợp vỡ mồm. Trước khi muốn thịt một lời rùi nào đó chúng ta phải test thử là lời rùi đó có độc hay không, hiểu không? Đâu phải rùi nào cũng táp được đúng không? Giống như là đâu phải là gái nào áo cao cũng thịt được, mày sida chết không được. Ôi ôi ôi
Sen. Hello bạn. Hello bạn tôi. Chạy theo. Hello, 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 my what your name? Hello, 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 lo 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 Ừ, hay lắm. Chấm hỏi, đang đánh bị liệt, cảm ơn anh hai. Máy móc gì lạ vậy? Dây sạc cắm đúng dây em vậy đúng mà. Ừ, ứa. Em nghe Xuân Sang thấy trong lòng ta ứa gan, ừ. Ba rùi, hợp lý. Cuộc sống này thật là nhiều rùi. Rùi xuất hiện everywhere và everything. Chúng ta là những loài ruồi dễ thương. Ruồi xanh, ruồi bảy màu. I am a ruồi, I am a ruồi. I am a best of the ruồi. Nếu các bạn đã thành tâm muốn biết thì chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ hòa bình cho trái đất. Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện. Wow, holy shit. Thích là chơi nè bạn à. Nhỏ lớn chưa ngán ai giờ. Lôi đầu tôi bữa luôn bây giờ. Gì nữa? Thích là chơi nè, main 2 nè. Main 2 nè, thích chơi sao nè, main 2 nè. Đúng rồi, băng chủ đây, băng đi anh hai. Để mày ngáo thế thằng rùi này. Đúng rồi, nên như vậy đi ra, chủ nó bắn chết bây giờ, ừ. Mày bê chủ thì không bê, mấy thanh niên rảnh rỗi sinh năm nổi rồi. Trời ơi, có bùi dơi luôn rồi, giờ ai giết đây? Trâu lắm đó. Mẹ đâu phải tỷ lệ thắng mà 40% là không biết chơi đâu. Chẳng qua là đen thôi, gặp team không biết đánh thôi, ừ. Có chỗ không? Có, bùm. Lời không? Lời. Rồi đây lên nè. Dâm ba, Superman, Super mụn. Ôi, mình bô mình 4k7 tiền rồi. Xanh quá, xanh quá. Giờ làm có cách nào cho con đi, con này đỡ xanh hơn được không? Từ từ, chúng ta ra đây đã. Rồi, tiếp tục là con này. Ô, đập nhau ấy, đập nhau đấy. Đập nhau đang được diễn diễn ra giữa hai team cái địt. Ho hoài. Bệnh gì bệnh dai vậy? Tin tôi, combat không cần tôi luôn. Hừ ơi. Thế thì chơi bời gì nữa main 2. Tin tôi combat ngầu như cái bồn cầu luôn. Tin tôi không cần tôi luôn. Thế thôi chơi gì nữa à? Quá buồn. Quá thất vọng. Ừ, sàng đi. Sàng đi, sàng đi, sàng. Sàng, lao ra, lao ra. Lao ra chi vậy anh hai? Lao ra chi rồi để bị xích vậy. Superman. Ôi mẹ mày đông nha. Ôi dí hộ cái. Bye. See you win. Ôi dí hộ cái bạn ơi. Bạn ơi. Ôi vậy. Dí được con tí cái bọc. Bỏ đâu mất tiêu rồi. Anh hai này. Chạy là nhanh. Đến từ vị trí của Mina. Chạy theo em ở phương trời xa. Mày leo xuống đi mày ơi, mày đứng trên đó hoài à. Có ai mượn bạn đứng trên đó đâu. Dơi mà. Vâng, team tôi vẫn đang tiếp tục đánh nhau. Hy sinh cứu AD. Một sự hy sinh cao cả đến từ vị trí của Grat. Mày cho chém cái nữa đi. Dominating đến từ vị trí của con gì đấy, Krishna. Oh, shoot down. Ôi, mình lại đi farm. Xong tới nữa mình sẽ bị chửi rằng đậu xanh mày tại sao mày không xuống giúp team.
Kim Công đi hả? Ok. Cái này là phải cân 3, cân 4 được luôn. Win nhanh mạng, tao lắc rồi. Ok. Ok, phải. Ra đây bạn ơi. Ui. Gì đây nhân hai? Có điên không? Dí hộ cái nha. Nè, dí hộ cái nè. Nè, nè, đi ra đây mà dí nè. Đi ra đây mà dí nè, anh hai nè. Chanel xuống này rốt nè. Có điên không? Có điên không? Điên không? Điên không? Điên không? Điên không? Ui! Ui! Cái gì vậy? Sao tin nhau cho loạn vậy? Này, rõ ràng mình khỏe lắm mà ta. Đúng rồi, nhảy tiếp. Đúng rồi, tiếp. Ôi, yếu đuối thế. Tại vì cái này là game này là do team tôi yếu đuối thôi. Mày không thì team bạn đuổi luôn. AD. Ở biết dạng này tôi bắt AD đi sao tôi lại xích con. Ủa hồi nãy hình như hình. À tôi xài xích để chạy. Đúng rồi, nhớ rồi. Tôi xài xích để chạy. AD không ai bảo kê hả? Lấy gì bảo kê? Lấy gì bảo kê? Tôi bảo kê rồi ai lên bắt AD đó. Khùng. Thanh niên này khùng chắc luôn. À đi ăn rồng à. Ôi ôi. Ôi xong bạn rồi bạn thỏ à. Bạn thỏ à. Tao chụp con này cho dỗ, tôi dỗ trước. Dỗ trước. Chạy đi. Chạy đi, chạy đi, chạy chạy. Chạy chạy. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu cho trời khỏi nắng. Chạy theo em ở phương trời xa lắm em ơi người ơi tình. Ở chỗ chạy hộ cái nè chúng mày một pha lao lên nè. Ôi ơi hộ ân 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 tây xin để chạy đến từ vị trí của rác. Ui ui trời ơi chơi game là lẹ rồi. Win rồi anh em à, để chăn xíu ạ. Bên em đang tuyển cộng tác viên bán sĩ son baby sexy toàn quốc, ai có nhu cầu inbox in em à. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Trang trong thời gian qua và đây là thành quả của tất cả mọi người và cũng là thành quả của Trang, và cảm ơn mọi người đã ủng hộ Trang trong tất cả thời gian vừa rồi. Chúng ta cùng nhau hướng tới nút bạc nút vàng của YouTube anh em nhé. Ở dưới mình sẽ để lên Facebook Facebook này, YouTube này, fanpage ở dưới, mà mọi người hãy ấn nhấn like, share và subscribe cho Trang nhé. Cảm ơn mọi người ở những video sau.